Xin chào tất cả mọi người, em cũng xin chào anh hai Xu Phạm Khang cùng năm chị. Và đây xin mời tất cả mọi người, anh hai cùng năm chị đón xem clip đám giỗ của ông ba ngày hôm nay, mùng 2 tháng 6 năm 2024. Đây là một số nguyên vật liệu để chuẩn bị cho đám giỗ của ông ba ngày hôm nay. Nhà cũng như những đám giỗ trước thì ở nhà cũng lên chợ và đặt người ta để mua thịt và các loại rau hành, rau củ để về nấu đám giỗ. Và sáng nay đã lên trên chợ để xách về. Và bây giờ là 7 giờ sáng thì tất cả các nguyên vật liệu đã được xách về nhà. Thì cũng những nguyên vật liệu như những đám giỗ trước là cũng có 8 cái thịt sườn. 8 cái thịt sườn non để chuẩn bị cho món curry sườn non, và những nguyên liệu như là tai, mũi, bao tử, và để chuẩn bị cho món gỏi. Và ở dưới đây là ba chỉ đã được sắt lát sẵn để giờ ướp và nướng, đó là món thịt nướng. Còn ở đây là các loại đồ mọc, đây là nấm rơm, cà rốt, khoai tây, các loại phụ liệu như là bột bắp, và đây là dừa để mình lấy nước cốt, chanh, đậu que để chuẩn bị cho món xào thì có đậu que với cà rốt với súp lơ. Đây là hai túp súp lơ xanh để chuẩn bị cho món xào. Đây là cà chua, đây là hành tây, đây là chuẩn bị cho món gỏi. Dưa leo rau sống thì chuẩn bị để ra các cái món rau sống. Đây là một số rau mọc, rau mùi, rau thơm nè, xà lách, hành lá để cuốn chả ram. Các món hôm nay cũng giống như những đám giỗ trước. Còn đây là cái cây để dùng để bới trên bàn mẹ và bàn tổ tiên. Đây là bánh mì để ăn với curry. Đây là 10 kg bún, mỗi bị là 5 kg. Còn đây là trứng vịt để đổ chả. Và đó là tất cả những nguyên liệu. Còn 5 con gà nữa, 5 con gà mới mua về và đang làm ở dưới ngoại. gà đem về luộc rồi chặt. Và ở dưới đó là cậu 10 đang làm ở dưới đó. Cơm thì nấu sẵn để một tí để cúng luôn. Đó là tất cả những nguyên liệu để chuẩn bị và đã tập hợp về nhà để bây giờ là quá trình là chờ mọi người ăn sáng xong rồi sẽ bây giờ thì là 7 giờ, thì mọi người đang đi ăn sáng. Chờ ăn sáng xong thì mọi người sẽ tập trung lên trên nhà để phụ để gọt các loại rau củ quả để chuẩn bị cho vườn đám giỗ ngày hôm nay. Và đây là một số trái cây, bánh kẹo để đang chuẩn bị. Đây hai bẹ, đây là để chuẩn bị cho nhà trên, bánh ít. Hai bẹ bánh ít. Và đây là trái cây mà những người hàng xóm đã đem qua để làm đám giỗ, được với dân lên đám giỗ của ông ba. Đây là 5 trái dừa để dùng để cuốn, nấu cái nồi, nấu cái son curry. Và đây là hoa để mua sẵn để về để tí nữa thay cho trên bàn mẹ và bàn tổ tiên. Rồi đó là chiều nay xong chưa? Đây là 7 giờ 5 sáng, lúc 9 thì sau khi mọi người đang sáng xong thì giờ là đang tập trung lên nhà để gọt tất cả các loại rau củ quả. Chị quần áo màu đen, tóc ngắn. Đây là chị Sáu, vợ của anh Sáu Mông. Rồi em
tiếp theo là em Tuyền, vợ của anh Phin, là dâu của cậu thứ bảy. Còn bên kia là em Phượng, con của cậu bảy. Cái kinh nghiệm của những cái đám giỗ lần trước thì đây mình đã thuê một cái quạt thiệt to về để quạt để phục vụ và cho cái đội hậu phương ở nhà dưới. Thì mấy lần trước thì làm tới trưa thì thời tiết rất là nóng nực và mọi người cũng tập trung làm cho nên là cũng rất là mất sức, cho nên là mình đã thuê một cái quạt thiệt to về để quạt để cho không khí mát mẻ để mọi người cũng làm cho nên sảng khoái hơn. Thank you.
trong đi đang rồi đó. Đặt cho món gì? Người đang ngồi rửa rau đây là dâu của cậu Bảy, em Tuyền, vợ của em Phin. Còn hai chị đang ngồi cắt rau tôm bên kia. Chị bận ăn rằng là chị Năm, chị Năm, vợ của anh Năm Song. Người bận áo vàng là dâu của cô Năm, tên là Tuyến. Em Tuyến, dâu của cô Năm. Ngày hôm nay cũng qua sớm để phụ cắt rau củ cho mọi người luôn. Thiếu rổ ăn gì lấy rổ nha. Cái này mất rồi.
Ngày ngày đẹp làm tôm. Nướng đòn lên. Phút nóng cho thấy ngã. Người đang gọt củ hành tay đây là chị Tư, giờ của anh Tư. Còn bên kia thì em Phượng, ở đây là em Mại. Em trai đang đứng là em xin con của cô Bảy. Ủa là người gọi gì vậy anh gái? Cái gì đó đi, còn đi học hay đi làm chưa? Đi làm rồi, em đi làm. Đầu mai đi cho cậu ngày lắm, đáng khóa được không nghe. Cô hai đi học. Nhiêu một gái đi học lấy xin. Nhiêu chờ lấy xin chưa học con này. Để anh lại mình gọi cái gì nha. Để nó cũ. Để nhìn cho nó cũ vậy. Cái gì để hơn cái là nhà tiền dây vợ nhà. Cái quá gì là cái gọn. Được cái gì. Mẹ về đây luôn nè. Hỏi mua đất sản luôn á. Chưa nghỉ 2 tiếng. Đâu, bà đó là bé làm hàng ngày mà. Còn đây là ở nhà trên là chỗ nhà thờ, tổ thờ gồm mẹ và tổ tiên của gia đình. Sáng giờ là cũng đã thay trái cây và bông, và giờ anh Bảy đang quá trình thay nước. Có anh đá là thay hết không? Dạ, em thay hết rồi ạ. Có anh dưỡng là bự hơn đây không? Có, vô ngoài chỗ rửa rau á, rồi nước á. Thì để nó ngồi chơi. Còn đây là mấy đứa cháu ở nhà. Em gái đó là con của anh Mại. Em trai trai bằng áo màu kem sữa là con trai của mình. Và cái nhỏ nhất là con gái của mình. Cười ha. Còn bé đang nằm xem điện thoại. Áo màu xanh là bé Trà, em con gái của em Trịa. Dỗ cái gì thì để nó ngồi chơi, chứ dỗ cái gì chế. Cháu ngồi trong phòng, đây là con của anh thứ Bảy. Ben nhìn em mà nó đi kìa Ben ơi. Ben em im. Giữ. Út chúng ta. Út nào tí ha. Bây giờ là mọi người đang tập trung để cuốn chả cơm ăn. Thì cái phần cuốn chả cơm cũng khá là lâu nên là nếu mọi người tập trung lại cuốn thì nó sẽ nhanh hơn. Còn chị bọn áo đỏ đây là chị dâu thứ 8 và chị Tám đến cũng lên từ sáng sớm để cùng mọi người phụ gọt các loại rau quả để chuẩn bị.
ngày hôm nay đám giỗ các chị em tập trung về rất là đông, và các bà con họ hàng con cháu đều về cũng rất là đông, cho nên là rất là vui, và nhiều người tập trung lại làm cũng rất là nhanh. Đây là bé Xíu, con của chị Thứ Tư. Đây là bé Út. Đây là Tám Đến, ba đứa con của anh, cháu cũng còn nhỏ, ba cháu luôn, ba cháu gái luôn là con của anh Tám Đến. Đây cô ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngọc Thành ở đầu gió.